Chào mừng các con đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Trần Lê Ngọc Trang. Cô sẽ hướng dẫn các con học tiết toán với bài Chiếc đồng hồ của em. Ở tiết học này, cô sẽ giới thiệu cho các con làm quen với chiếc đồng hồ, hướng dẫn cho các con cách xem giờ và thực hành một số bài tập nhé. Bây giờ, các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết các con thấy gì trên mặt đồng hồ. À, các con thấy trên mặt đồng hồ gồm có các số từ 1 đến 12, phải không nào? Ngoài ra, trên mặt đồng hồ còn có hai kim đồng hồ, phải không nào? Các con hãy cùng tiếp tục quan sát với cô. Đây chính là kim ngắn, màu xanh là kim chỉ giờ. Còn đây là kim dài, màu cam là kim chỉ phút. Tiếp tục, các con hãy quan sát và cho cô biết kim giờ chỉ vào số mấy. Đó chính là kim giờ đang chỉ vào số 7 và kim phút chỉ vào số 12. Vậy cô nói đồng hồ chỉ 7 giờ. Tiếp tục, các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết chiều quay của kim đồng hồ thế nào nhé. À, các con vừa quan sát về chiều quay của kim đồng hồ rồi, phải không nào? Vậy, kim đồng hồ sẽ quay từ trái sang phải và quay từ số 1 đến số 12. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các con về cách xem đồng hồ rồi. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng sang một số bài tập thực hành nhé. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng đến với bài tập thứ nhất. Các con hãy quan sát đồng hồ và cho cô biết mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ. À, đồng hồ thứ nhất chỉ 10 giờ. Đồng hồ thứ hai chỉ 11 giờ. Đồng hồ thứ ba chỉ 12 giờ. Tiếp tục, các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Các con tiếp tục quan sát và nói cho cô biết đồng hồ chỉ mấy giờ. À, đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ. Đồng hồ thứ hai chỉ 2 giờ. Và đồng hồ thứ ba chỉ 3 giờ. Các con hãy tiếp tục quan sát một lần nữa và cho cô biết mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ. Đúng rồi, đồng hồ thứ nhất chỉ 4 giờ. Đồng hồ thứ hai chỉ 5 giờ. Và đồng hồ cuối cùng chỉ 6 giờ. Các con hãy quan sát một lần nữa nào. Đồng hồ thứ nhất chỉ 7 giờ. Đồng hồ thứ hai chỉ 8 giờ. Và đồng hồ cuối cùng chỉ 9 giờ. Các con hãy cho cô biết vì sao các con biết đồng hồ này chỉ 9 giờ. À, đó chính là kim giờ chỉ vào số 9 và kim phút chỉ vào số 12. Khi đó ta nói đồng hồ chỉ 9 giờ. Vậy là các con đã vừa thực hiện việc xem đồng hồ rồi, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng sang bài tập thứ hai, đó là xoay kim đồng hồ theo số giờ mà đề bài đã yêu cầu, đó là 9 giờ, 2 giờ và 12 giờ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con xoay kim đồng hồ để thể hiện cho 9 giờ nhé. Các con hãy cùng quan sát với cô nào. Cô sẽ xoay kim phút chỉ vào số 12. Và kim giờ sẽ chỉ vào số 9. À, vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các con cách xoay kim đồng hồ để thể hiện cho 9 giờ rồi, phải không nào? Các con đã nhớ thao tác chưa? Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện thao tác xoay kim đồng hồ với 2 giờ và 12 giờ nhé. À, vậy là các con đã vừa thực hiện thao tác xoay kim đồng hồ rồi, phải không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang bài tập thứ ba, đó là nói theo tranh. Bây giờ các con hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh có những gì nhé. À, trong tranh có một chiếc đồng hồ, phải không nào? Và một chiếc xe buýt đang chở các bạn nhỏ. Các con có biết đồng hồ chỉ vào mấy giờ không? À, đồng hồ chỉ vào 7 giờ. Các con hãy quan sát và cho cô biết những bạn nhỏ này đi đâu nhé. À, xe buýt chở bạn nhỏ xuất phát từ bến xe miền Tây lúc 7 giờ
và đến bến xe Tiền Giang lúc 9 giờ, phải không nào? Vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các con làm quen với chiếc đồng hồ, hướng dẫn cho các con cách xem giờ và thực hành một số bài tập. Cô mong rằng với kiến thức mà cô vừa chia sẻ, các con hãy ở nhà thực hành việc xem đồng hồ, biết dùng đồng hồ để canh giờ, sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lý hơn. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học tốt. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo.